Rồi, chào mọi người. Tình hình vừa rồi mấy cái bộ Lâm Xích review kỳ trước nó hết rồi ha. Thì cái này tôi mới về thêm một cái lô mới. Thì chơi cái lô này nó tới 12 inch nha mọi người. Thì cái lô trước là nó 11,5 inch. Thì cái lô này nó về 12 inch. Thì thông báo cho người những cái đơn hàng mà đặt từ hôm qua, từ giờ hôm qua rồi. Từ ngày hôm qua cho nó đi ha, từ ngày 2 tháng 11 đó, chương đơn hàng từ ngày 2 tháng 11 á nha. Thì nó sẽ là bộ Lâm Xích, nó là 12 inch. Thì tất cả trong nó đều giống hết nha, từ cái kết cấu cấu tạo nó đều giống hết, chỉ có khác nhau chiều dài thôi nha. Nó vẫn có cái này, nó vẫn điều chỉnh trên đây, gọi là bộ xịn rồi đó nha. Bình dầu vẫn nằm ở trên đây nha, một vài loài nó không có bình dầu đâu, này có bình dầu gắn đây rất là tiện lợi khi mà anh em chúng ta cắt, ta chỉ cần châm dầu vô chúng ta sử dụng thôi ha. Thì đó, nó 12 inch là nó to hơn được một chút ha, to hơn được một chút đó, đây. Thì ở ngoài nó ghi 12 inch nhưng mà trong đây thì 1,5 inch. Thì tôi cũng không có biết là nó thì đó, ok, cứ mọi người cứ biết cái đi ha. Trong ở ngoài đây thì cái hàng Trung Quốc mà nhiều lúc nó bao bì nó vậy, thì trong đây thì cái Lam Xích này nó ghi là 1,5 inch nè nha. Đó, có thể là ở trong đây nó sẽ là 1,5 inch mà cái bao bì nó ghi ở ngoài 12 inch không chừng. Thì tôi sẽ khui thêm một cái cho người xem đó nha. Thì để cho mọi người năm nay cái nhận hàng mà mình không cần phải thắc mắc nha. Đó, ở bên trong tất cả đi 11,5 inch nha mọi người, 11,5 inch ha. Thì ở ngoài bao bì nó ghi là 12 inch. Rồi, thì đây là cái lô mới ha, thật sự 11,5 inch 12 inch nó chỉ có chênh lệch nhau có 0,5 thôi nha, nó cũng không có đáng kể. Rồi, không có đáng kể nha. Thì cái này là lô mới, những anh em nào đặt hàng sau này á thì từ ngày 2 tháng 11 mình về lô mới nha. Rồi ok mọi người, thì mọi người có nhu cầu liên hệ tôi số 0942309090. Thì kỳ này tôi về số lượng khoảng 60 con nha. Thì thật sự phải báo số lượng nha mọi người ha, tại vì bên tôi bán cũng lẹ lắm, bán thật sự mấy này cũng lẹ lắm. Thì rồi về 40 con thì cũng không có bao lâu, không có mấy ngày nó đã hết rồi. Thì kỳ này về lại tiếp cho lô mới nha, tiếp lô mới thì nó có thay đổi gì mình phải thông báo cho mọi người để mua, để mọi người khỏi phải thắc mắc tại sao thì nó lại như vậy ha. Đó, thì những cái hàng Trung Quốc mà nhiều lúc có bao bì nó ghi vậy bên trong nó vậy ha. Rồi ok mọi người, rồi cảm ơn ha, chào.